Xin chào tất cả anh em nha. Thì ngày hôm nay mình tiếp tục chia sẻ cho anh em thêm gút mai đúng không ơi. Gút mai này thì có bộ tàng thiên nhiên cũng khá là khủng như bạn. Hoành dây rơi vào khoảng 100. Thì mình thấy cây mai này cũng khá là đẹp nên mình quay cái video này chia sẻ đến tất cả các anh em để xem để tham khảo bạn ơi. Thì theo thông tin mà chủ vườn nói với mình đó là cái gốc mai này có cái thế là phu thê sinh tử đeo. Nhiều người thì kêu bằng phu thê sinh quý tử. Cũng có người kêu bằng nguyên ương sinh quý tử bạn ơi. Thì không biết có đúng hay không. Thì anh em có thể cho mình biết ý kiến của anh em ở dưới phần bình luận nha bạn. Nhưng mà theo mình quan sát thấy thì nếu mà kêu theo cái thế là phu thê sinh tử đeo của bạn thì hai cây phải riêng biệt với nhau. Còn nếu mình trồng trong thời gian dài bạn thì cái cây nó và hai cây nó dính dính lại với nhau mình mới kêu đúng là phu thê. Thì cái đó là cái thông tin mà mình biết thôi. Còn có đúng hay không á thì xin anh em cho mình ý kiến. Gốc mai này thì cái bông nó loại bông năm cánh lớn các bạn ơi. Để mình kiếm cái bông cho anh em xem đi, cái nụ của nó chứ mùa này thì kiếm cái bông nó hơi khó. Còn bên đây là cái nhánh này nó có nụ nhiều quá. Cho anh em quan sát thấy. Cây này nói chung là cành lá xum xê bạn ơi. Các bạn thấy cái lá, những cái lá rất là xanh mà quay lên hình nhìn thấy cũng khá là đẹp. Từ dưới gốc mà nếu mà lên tới cái đỉnh tàn của gốc mai này thì rơi vào khoảng 10 mét nha bạn. Cũng có thể là hơn, cũng có thể là hơn 10 mét. Còn cái bán kính của cái tàn này rơi vào khoảng 2 mét mấy đến 3 mét nha bạn. Tàn này nói chung thì cũng thiên nhiên, chưa đã qua chỉnh sửa các bạn. Bạn nhìn bộ tàn thì mình cũng đã biết rồi. Thấy là nó dương khá là lớn. Nhìn từ xa thì cái tàn nó đã khủng các bạn. Nhưng mà khi mà lại gần với gốc mai thì nó lại càng khủng hơn nữa. Anh em thấy hai cái dáng nó lên phải nói là khá là đều thôi. Phải nói là xứng đôi vừa lứa luôn các bạn. Bộ tàn này nói chung là nếu mà anh em mà nhìn ở phía trong cái điện thoại thì nó hơi nhỏ nha. Nhưng mà anh em nào mà ra ngoài thực tế anh em nhìn vô bảo đảm anh em là không bao giờ chê được cái bộ tàn này. Bộ tàn này rất là đẹp. Mình cảm thấy nó như vậy. Cây này nếu mà anh em mà đem về mà đưa lên chậu á, mình bung cái bộ tàn nó ra được thì mình nói với các bạn là phải nói là xuất sắc các bạn ơi. Không còn gì để mà bàn cãi nữa. Đế thì các bạn thấy là nó bung ra cũng khá là đều các bạn. Cái giữa coi. Tám. Còn đây là cái bộ đế đó bạn ơi. Bộ đế này thì anh em khỏi chê luôn. Đế đẹp đều ra bốn hướng. Mỗi cái rễ nó ra là nó bự hơn cái bắp tay mình rất là nhiều bạn. Ra đều hết. Mình nghĩ là cái rễ này nó còn đâm ra xa nữa bạn. Tại vì này mình môi mình không thể nào mình môi hết xuống tới dưới cho anh em xem được. Nhưng mà cái trung bình của cái rễ này ra khoảng 5 tấc đến hơn bạn ơi. Thì thông số mình đưa cho anh em là hoàn toàn là chính xác 99% nha bạn. Này là mình nhìn qua cái điện thoại cái bộ đế nó cũng chưa có giữ bạn ơi. Còn nếu mà mình nhìn phía bên ngoài thì mình nói thật sự với các bạn là hết sảy con bà bảy bạn ơi. Nó là đẹp ghiền luôn. Đế ra rất là đều. Mà cái rễ nào là ra là xứng đáng rễ đó bạn ơi. Quay sơ một vòng nhẹ cho anh em xem cái đi. Bắt đầu qua gốc số 2. Đáng lý là cái gốc mai này là phu hê tử bạn ơi. Kể cho anh em nghe chuyện vui là tại vì thiếu củi cái nồi bánh tét nên nhóc nhỏ nó ra nó chặt cái nhánh này vô chụm bạn ơi. Cây này nói chung là mình nhìn bao đẹp anh em luôn. Từ tàn thân cho đến cái bộ đế bạn ơi. Mình thấy là rất là ok nha bạn. Khúc mai này á, thì mình chỉ chia sẻ cho anh em xem để tham khảo cho bạn. Chứ chủ vườn thì chưa có định bán khúc mai này. Nên mình không có để số điện thoại nha các bạn. Khá là đẹp. Cây mai này phải nói là đẹp các bạn ơi. Theo cái đó là nhận xét riêng về bản thân mình thôi. Còn anh em nào có ý kiến khác anh em có thể cho mình biết ý kiến của anh em dưới phần bình luận dưới nha bạn. Rồi, bây giờ mình xin phép anh em là mình